Patin, môn thể thao đường phố đã xuất hiện ở Việt Nam từ khá lâu và nó đã từng là niềm đam mê của biết bao bạn trẻ lứa tuổi cuối 7X và đầu 8X. Vài năm gần đây, khi mà môn Patin quay trở lại và đang dần phát triển thành một phong trào mới trong giới trẻ thì Hải Nam Sports ra đời. Vũ Thị Trang, cựu nhân viên vật giá khi ấy đang còn làm một nhân viên kinh doanh bình thường như bao nhân viên khác, nhưng được làm việc trong môi trường công nghệ thông tin khá thuận lợi, chị đã nhìn ra khả năng thành công trở lại của Patin. Đầu tiên thì mình cũng không biết gì về thể thao đâu. Mình phụ trách một cái mảng kinh doanh thể thao cho công ty trước, công ty cũ của mình làm. Và mình thấy rằng là khi mà đăng các cái sản phẩm đấy bán ở trên vật giá, mình thấy rất là hiệu quả. Đầu tiên mình chỉ kinh doanh online thôi, nhưng mà sau khoảng 1 năm thì mình có được rất là nhiều khách hàng. Có sự ủng hộ của gia đình và bạn bè, chị đã mạnh dạn mở cửa hàng chuyên về Patin. Đó chính là tiền thân của công ty trách nhiệm hữu hạn thể thao Hải Nam, gọi tắt là Hải Nam Sport. Mới đầu chỉ là nhập sản phẩm từ các cửa hàng khác, rồi với sự thông minh tìm tòi, chị đã có thể chủ động về nguồn hàng. Cho tới bây giờ, chị là một trong những nhà nhập khẩu Patin mạnh nhất miền Bắc. Có những thời điểm, chỉ cần ra khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, tượng đài Lenin và một số công viên khác, nơi mà dân mê Patin thường tụ tập, có đến 80-90% giày Patin là mua từ Hải Nam Sport. Đó quả thực là niềm tự hào đối với khởi đầu kinh doanh của một bạn trẻ 8X. Xuất thân từ một nhân viên kinh doanh, chị Trang nắm rõ được sức mạnh của quảng cáo và đã phát triển gian hàng đảm bảo của công ty một cách hiệu quả trên vatgia.com. Nói chung ấy là 80% khách hàng của mình đến từ bên vật giá. Bản thân mình trước đây là một nhân viên kinh doanh, nhân viên quảng cáo, cho nên là mình biết rất rõ cái lợi ích của quảng cáo. Mình đầu tư không bao giờ tiếc tiền cho cái lĩnh vực đấy cả, vì nó luôn luôn tỷ lệ thuận với cả cái lợi nhuận đem lại. Các sản phẩm tại cửa hàng thể thao Hải Nam rất phong phú thể loại, đáp ứng cho nhiều môn thể thao đang được ưa chuộng như bóng đá, cầu lông, bóng bàn, và cửa hàng đặc biệt chuyên về các dòng giày trượt Patin cũng là dòng sản phẩm đưa tên tuổi thể thao Hải Nam đến gần với những bạn trẻ Hà Thành. Với cái đôi này thì là cái bốt này thì cái phần nhựa của nó rất là dày, cái phần càng của nó rất là dày, bánh của nó cũng rất tốt. Nó là của Fly Eagle và nó dành cho những người có thể gọi là khá nặng. Muốn tạo học các kỹ thuật ấy thì người ta đòi hỏi cái đôi giày nó có phải chất lượng một chút. Ví dụ như có những người ta học những cái kỹ thuật như thế này, hoặc là nó đi có thể đứng nghiêng 45 độ như thế này. Nếu mà cái phần này nó không tốt, nó có thể một là cong hay là gãy. Các cái giày bình thường khác thì mình đi cần nó phải rộng rãi thoải mái, nhưng riêng giày trượt này thì chúng ta lại phải đi chật một chút. Tức là với những người mới chơi ấy, thì nó rất là kém, thì nó cần phải chắc chân. Mà chắc chân thì nó phải càng chặt thì nó càng chắc. Còn nó rộng quá thì nhiều khi đi lên chân ấy, nghiêng này thì mình không đi được. Nó chỉ có đúng hai tấm như thế này. Mỗi tấm là một cái mặt phẳng nhỏ tầm 10 đến 15 phân. Dưới có hai bánh. Mỗi chân đứng lên trên một cái bàn này thì chủ yếu là nó có hai loại. Một loại là nó không có dây và một loại là có dây. Dây là cái gì? Dây nó là cái dây dùng để mình buộc cố định cái mặt phẳng này vào cái bàn chân mình này. Thì thường thì là khi mà người ta muốn bay hay muốn nhảy qua một cái vật thể hoặc là một cái bục, một cái bậc tam cấp nào đó, thì có hai trường hợp. Một là họ cúi xuống, họ dùng tay họ giữ luôn cái mặt ván ở trên chân. Hai là họ dùng cái dây này họ buộc vào, cố định bàn chân ở trên này luôn. Nhân dịp năm mới thì mình kính chúc quý khách hàng một năm mới là an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Và nếu có quý khách nào mà quan tâm đến sức khỏe, muốn mình khỏe hơn, gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống thì đến 2V Khâm Thiên nhân dịp năm mới thì bên mình sẽ có chương trình giảm giá 10% cho khách hàng mua tất cả các cái đồ thể thao của bên mình.